khu du lịch Một Thoáng Việt Nam vẫn sẽ là địa điểm dừng chân của hành trình đất phương Nam tuần này với những nét độc đáo về không gian nhà truyền thống và ẩm thực. Đây là không gian chính của ngôi nhà Nam Bộ. Dạ. Trong đây sẽ có mang không khí hơi hướng khá cổ kính và trang nghiêm. Bởi vì đây là ngôi nhà Nam Bộ thì nên cái kiến trúc của ngôi nhà nó khá là phóng khoáng giống như kiểu người miền Nam. Vâng ạ, à, nhà của người miền Nam thì rất là phóng khoáng. Không biết thì đồ ăn của người miền Nam phóng khoáng không ạ? Chắc là nhiều lắm đây phải không ạ? Đúng rồi. Rồi, bây giờ mời quý vị khán giả thưởng thức cùng với anh Nam Cường và Quốc Bảo với món cá lóc nướng chui. Bánh tráng đến từ bánh tráng Củ Chi. Đã nha. Được á, ổn á. Mời quý vị đón xem tập 45 chương trình Hành Trình Đất Phương Nam được phát sóng vào lúc 19:35 tối thứ ba ngày 31 tháng 1 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.